Tôi sao? Mày muốn cái gì? Anh muốn cái gì? Tao muốn hai đứa mình huề nhau. Không! Đánh nó! Lên! Cái này chết tôi. Vụ gì khóc nói nghe coi. Cho mượn cái son nè. Em cảm ơn anh. Mày trả cái son đây. Dạ, chị dễ thương quá à. Trời ơi, không lẽ giờ tao cho hết thùng trang điểm vậy trời. Dạ em lấy à. Mày chửi. Cuối cùng ai đau vậy? Lánh ra liền, lánh ra nó. Hết khờ. Mà em tên gì vậy? Em tên Sao Mai. Trời ơi, tên dễ thương quá à. Tên anh còn dễ thương hơn nữa. Anh tên gì vậy? Anh tên khờ. Vì thôi tía có gì nói giúp giúp vô dùm tiếng kêu Mai về đây sống chứ. Để cho nó đi làm thôi, chỗ nó đóng phim mà. Anh đại gà. Anh lớn tuổi rồi, anh hết thời rồi. Về quê trồng rau nuôi gà đi, đất này là của tôi, anh hiểu không? Mày thoại đi. Thoại đi. Điên hả mày? Điên hả mày? Mày giết tao luôn đi. Mày giết tao luôn đi. Anh bảy gà, anh lớn tuổi rồi, hết thời rồi. Về quê trồng rau nuôi gà đi, đất này là của tôi, anh hiểu không? Gì cá gì bê đê vậy má?